như cô gái chào lại toàn thể anh em đang xem trên kênh YouTube và Facebook của mình nha. Rồi hôm nay mình mới ghép một cặp này lại nha anh em, sau khi mình cho nó nghỉ dưỡng một tháng rồi thì mình nay mình ghép lại nha. Đây mình ghép con trống này là siêu gù với siêu kèm nha anh em. Con máy này là máy siêu gù nha. Thì bữa giờ mình tách ra đó anh em, tách ra cho nghỉ dưỡng khoảng một tháng á. Thì trong quá trình đó thì mình cho nó tắm nắng rồi thả ăn đất đồ này nọ các kiểu nha anh em. Thì cái đó mình cho nó nghỉ vậy để cho nó khỏe chim á anh em, cho nó ra chim non nó đạt á, con nó mạnh khỏe đó. Nên là mình cản lâu lâu là mình cho chim nghỉ nha, chứ không phải mình cản lên tù tì. Chim bên mình đó là mình tự ấp tự nuôi không nha anh em, chứ mình không có xề vú gì đâu. Chim mà nói chung là bỏ ổ là nó yếu hay nó vấn đề gì đó nó mới bỏ đó anh em, nên là mình cũng không có xề vú, mình chơi trực tiếp không mà nha anh em. Đây, quay cho anh em xem con trống này là nó siêu gù siêu kèm luôn, để cho nó vô cái dí máy này nó gù khoảng được bao nhiêu lâu và một chút nó sẽ hiện bài thôi. Quay cho anh em xem từ đầu tới đuôi luôn, chứ để nhiều anh em xem kênh của mình nói toàn là lên siêu gù siêu kèm không mà không thấy gù không thấy kèm đâu nha. Đây thấy gù điển hình như con ngọc này, mình còn cũng mấy con nọc nữa nha anh em, nhiều lắm. Bên mình nói chung lại đa số mấy con nọc là mình chọn cái ưu tiên là cái gù nha anh em, mình chọn gù cứng là lậm mà. Còn cái giọng mình nhiều khi giọng đồng hoặc giọng thổ hay thổ pha gì đó thì cái vấn đề đó cũng bình thường nha anh em. Đây, quay cho anh em xem cái con này mình nhập về hồi 4 năm trước, nó là giọng thổ đồng này anh em, giờ bữa nay nó si nó yếu rồi nó gù nhiều khi ra cái giọng đồng luôn đó, chứ con này giọng thổ đồng. Anh em nhìn mặt con máy đây, máy này cũng siêu cọp. Bữa giờ thì cho nó nghỉ dưỡng khoảng một đợt rồi, một đợt ấp là khoảng một tháng đó nè. Anh em thấy nước gù nó không? Nước gù với nước kèm là khỏi chê. Những con chim nọc của mình nó mình chọn rất là kỹ. Đó, quay cho anh em xem. Chứ nhiều anh em vô bình luận thì cà khịa đồ này kia đồ nó cong đó, anh em xem thấy nó kèm không, kèm mắt me luôn, nó kèm không phải là lâu kèm tiếng như chim ta như chim thiệt đâu. Nói chung là Mã Lai này mở miệng ra là phải kèm khích nha anh em, anh em lưu ý điều đó nha. Còn nó kèm thưa thưa mà nó lâu dập kèm dập kèm nó cũng giống như chim thiệt thôi chứ cũng đâu có khác gì đâu. Chim bên mình kèm rù nói chung lại đủ tốt chất hết. Quay cho anh em xem thực tế. Cặp này là mình đang phối lại nè. Cặp này thì ra chim mình cũng bán cho anh em nhiều rồi á. Hôm nay thì hôm bữa giờ cho nó nghỉ thì nay giãn lại, bắt đầu tiếp tục lại nha anh em. Nước chê con này là khỏi chê luôn. Nói chung lại mấy con chim mà cản này mình quay lên cho anh em xem là cái công lực của nó chỉ 70% thôi nha anh em. Nó thật sự nó xuống nó yếu dữ lắm. Nó không có còn như mà lúc ban đầu mới nhập về nha. Mới nhập về nó chơi cái âm giọng của nó với cái hình hài của nó rồi rất là ok, rất là chuẩn chim. Và mình cản mấy năm trai nay rồi nói chung là nó xuống chim nó còn 70%. Lông lá đồ nói chung là mặt mày nó cũng không còn được đẹp như lúc mà mình mới nhập về nha. Cho anh em xem chim này thì ra con chơi rất là ok rồi, mình cũng bán nhiều cho anh em mà. Con có mấy con chim này nói chung lại đa số toàn là siêu gù không, bán cho anh em cũng rất là nhiều rồi. Quay cho anh em xem, anh em nào thấy cái nước kèm của nó thôi là anh em cũng đủ xuống tiền rồi. Chim này mình nhập về hồi khoảng 3-4 năm trước gì đó. Này, con máy đây. Máy này bữa giờ cũng chịu trống lắm rồi. Thả vô thì nói chung lại nó cũng còn lung tung beng lắm. Nó chưa có ổn định. Mình phải canh nó 1-2 ngày nha. Khi nào nó ổn định rồi, nó đạp rồi, nó ổn định thì mới buông được, nó bỏ được. Mình
xem. Em thấy nó kèm nó không? Con này đánh rừng nó là nhúc nhích là dưới nó phóng, nhúc nhích là dưới nó phóng anh em. Thì bên mình bữa giờ cũng ra chim non, cũng giao cho anh em nhiều lắm rồi, thì cũng còn chim non nữa nha anh em. Anh em nào có cần thì alo số điện thoại trên màn hình cho mình nha. Chim non bên mình nó là dao động 2 triệu rưỡi 3 triệu một cặp nha anh em. Mấy cặp thổ cấn sấm với lại mấy cặp mà thổ bầu, pha thổ bầu rồi đó, mấy cặp đó thì mình bán 3 triệu nha. Còn mấy cặp thổ đồng hoặc là đồng pha thì 2 triệu rưỡi. Và thổ đặc thì mình bán giá 2 triệu rưỡi nha. Tại cái giọng thổ bầu với thổ sấm nó hiếm lắm anh em. Mình nhập chim giống cũng mắc lắm. Nói chung lại chơi cái này vì đam mê thôi anh em, chứ tính toán tiền bạc thì tính không xể đâu nha anh em. Mình nhập chim về không phải mình cản mà được hoài đâu. Cản thì nó cũng tình trạng nó chết chóc rồi, chim lẻ rồi tá lả binh hết nha anh em, chứ không phải là 10 cặp mà đạt hết 10 cặp đâu. 10 cặp ấp ổ á, 10 cặp sinh sản ấp ổ hết á, mình hy vọng mà được 4 cặp riêng là mình vui lắm rồi nha anh em. Nói thiệt đó, anh em cứ nghĩ đi. Giờ 10 cặp chim giống mà được 4 cặp là mình thấy ok lắm rồi đó. Anh em biết cái tỷ lệ nó chết cỡ nào. Đây cận cảnh anh em xem chim này, nói chung là nó rất là bự con nha, chứ nó có nhỏ đâu, tại quay cái điện thoại nghe không quay được cái ức nó, anh thấy nó nhỏ. Mình đang chuẩn bị một khối cái giống mới. Nói chung là mấy cái dòng chim sau này anh em mua càng về sau là chim nó nói chung là rất là chuẩn nha anh em. Tại vì mình nói chung là mình càng ngày ai cũng vậy anh em. Cảng thì tất nhiên họ sẽ chọn những cái dòng giống càng ngày là càng đi lên nha, chứ không ai đi xuống đâu. Bên đây là một cặp cũng đang ấp mới nở được 3-4 ngày nè. Cặp thổ này thổ đặc. Thổ là cản với máy chạy nè. Được một cặp mới nở được 3-4 ngày vậy đó. Thổ này nó đá rồi thôi khỏi nói. Quay vào bên đây nè xem con máy. Tướng máy khỏi chơi. Còn trống thì cũng trống siêu bù luôn. Siêu bài luôn nha anh em. Bài rất là dày. Thì bên em thì cung cấp giò bẫy, chim non, chim tơ, máy sinh sản. Nói chung là đủ hết nha anh em. Anh em nào cảm thấy tin tưởng thì alo số điện thoại trên màn hình cho mình nha. Máy này nó đang thay lông, nó chuẩn bị nó ra lông đợt 3 nè. Đợt này mới cứng lông. Lông nó cũng còn búp rất nhiều. Nãy giờ thả vô nói chung là hai con cũng đá lung tung beng. Con trống này nói chung là mình cản 3 năm nay rồi, nói chung là nó cũng xuống sức phần nào nha anh em, nó cũng không còn được đẹp nữa. Nhưng mà nó ra con nó chơi rất là chuẩn nha, rất là đẹp. Rồi anh em xem clip nhớ like và đăng ký ủng hộ kênh Di Cô Gái nha, để mình ra nhiều clip sau nữa anh em theo dõi nha. Rồi mình xin cảm ơn tất cả anh em nha.